Ok, clip này là mình nghĩ là clip mọi người cũng khá là mong chờ. Đó chính là mình sẽ cho con quay Phụng Minh Tử Diệt solo với lại bốn con quay Nado siêu hạng ở phần 1 ha. Vậy mình cũng đã nói giống như lần trước rồi, tại vì đây là con quay thuộc dòng siêu hạng, chúng ta không thể nào đem nó đấu với con quay dòng cơ bản được, tại vì kiểu gì chả thắng nên chúng ta phải đấu quay siêu hạng nó mới cân bằng được. Tuy nhiên lần này mình sẽ tăng độ khó lên một chút xíu, đó là tại vì con quay này là của chùm cuối Nado 6 nên đó, cái tay cầm Nado 1 của chúng ta sẽ là full power, là nó sẽ nhìn như vậy đó. Mình đã mua được cái dây kéo dài 50 cm rồi đây, và mình sẽ xài full phụ kiện luôn đó, mình sẽ xài full phụ kiện luôn, ok chưa? Nên để chỉ nó xứng tầm á, thân là boss Nado 6 mà chúng ta phải xài cái tay cầm mà full power của Nado 1 luôn thì nó mới xứng tầm được, ok ha. Thì vẫn như mọi khi chúng ta sẽ cho đấu theo thứ tự là ngọn lửa hoàng kim của lộc, cánh chim bảo tố, ngọn lửa hoàng kim, cực địa thiên kim, vũ băng slam, ok ha. Đối với ngọn lửa hoàng kim chúng ta sẽ xài, chúng ta sẽ đổi tay cầm thành tay cầm quay về bên trái, đó là hai quay tấn công đập nhau sẽ nhanh hơn, ok ha. Còn đây là tay cầm nghịch thiên của chúng ta, thì chúng ta sẽ bật đèn lên và chúng ta lắp vào đây đó, ta lắp vào và chúng ta sẽ cho đấu với bảo tố, ok ha. Rồi đầu tiên là chúng ta, mà mọi người nhớ cách sử dụng của cái này không? Đó, chúng ta bật đèn. Đây, và chúng ta chỉnh cái này. Ok, thì mình sẽ cho đấu 3 trận thôi. Cánh chim bảo tố ra trước, Phụng Minh Tử Diệt ra sau. Và trận thứ hai thì Phụng Minh Tử Diệt ra trước. Đó, cứ như vậy á, 3 trận. Ok ha. Thì đầu tiên là mình cho sẽ chỉnh như vậy. Rồi. Thôi mình để cho Phụng Minh Tử Diệt ra trước đi, chứ không là hơi bất công, ok nha. Rồi ok, mình quay được 5.000 vòng quay đây. Xong mình nghe tiếng giống như là hình như cái con Phụng Minh Tử Diệt nó mở cánh rồi hay sao á. Rồi úi rồi úi rồi. Rồi Bảo Tố S đã thua rồi. Ok, chưa mở cánh mọi người à, Phụng Minh Tử Diệt chưa mở cánh. Ok luôn ha. Rồi ván tiếp theo mình sẽ cho Phụng Minh Tử Diệt ra sau đi ha. Cánh chim bảo tố S ra trước. Cánh chim bảo tố S ra trước, ok ha. Rồi 1, 2, xuất chưa. Rồi cái xác suất mà nó mở cánh thấp của mọi người à, phải quay rất là nhanh, nó mình quay được 6.000 vòng quay nè. Bảo Tố S thắng à. Úi rồi, hay quá, Bảo Tố S thắng lại nè. Tỷ số giờ là 1-1. Ok ha. Nốt trận cuối cùng mình sẽ cho Phụng Minh Tử Diệt ra trước, Bảo Tố S ra sau. Ok. Rồi mình chỉnh đèn gì là chuẩn rồi đúng không? Mình chỉnh đèn gì là chuẩn, ok. Mình quay được 6.300 vòng quay đây. Tỷ số giờ 1-1 rồi, coi thử một trận cuối thử coi. Bảo Tố S ra sao thì nguy cơ sẽ thắng quá. Mà chưa chắc đâu, coi thử coi.
Rồi bảo tôi thắng rồi, bảo tôi thắng rồi. Đúng chưa? Rồi, bảo tố S thắng mọi người à. Tỷ số là 2-1. Phụng Minh Tử Diệt thua. Ừ. Rồi. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ cho đấu với ngọn lửa hoàng kim. Nhưng mà chúng ta sẽ đổi tay cầm trước, chúng ta đổi phía này nè, là quay từ trái sang phải. Mọi người thấy có dấu mũi tên không? Đây mình chỉ là mọi người coi này thấy không? Cái số mũi tên này có nghĩa là quay từ trái sang phải. Đó. Hôm nay là ngọn lửa hoàng kim. Ok. Đó như gì mới xứng tầm chứ, như gì mới xứng tầm Nado 1 full full combo à. Full combo Nado 1. À mà quên mất ngọn lửa hồng kia là phải xài tay cầm bên trái chứ sao xài tay cầm bên phải được. Quên. Chúng ta sẽ đổi cái tay cầm. Rồi làm đỡ cái bộ phóng á, đỡ bộ phóng là bộ phóng bên trái. Đây, đỡ bộ phóng bên trái. Rồi. Tay gắn cái dây kéo dài 50 cm vào. Ok ha. Rồi. Ok. À, chúng ta gắn Phụng Minh Tử Diệt. Rồi. Thì vẫn như một khi chúng ta sẽ cho Phụng Minh Tử Diệt ra trước đi ha. Và ngọn lửa hồng kim S ra sau. Ok nha. Rồi. À, để mình chỉnh đèn gì đúng chưa? Chỉnh đèn. Rồi, ok. Nghịch thiên, nghịch thiên, tay cầm nghịch thiên. Rồi. Thua, 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 thua. Ngọn lửa hoàng kim bị sức đế, thua. Và ván đầu tiên là Phụng Minh Tử Diệt thắng. Ok ha. Ừ. Bị sức đế là thua rồi. Rồi dán tiếp theo chúng ta cho ngọn lửa hoàng kim ra trước đi. Phụng Minh Tử Diệt ra, ngọn lửa hoàng kim S ra trước, Phụng Minh Tử Diệt ra sau. Ok. Sức chưa? Úi trời ơi, một phát ra ngoài luôn. Ok. Tỷ số là 2-0. Đấu thêm vào trận cuối không có nghĩa lý gì thì Phụng Minh Tử Diệt thắng hai trận liên tiếp mọi người. Mọi người thấy một phát ra ngoài luôn. Ok ha. Rồi. Vậy là xong hai bé. Tiếp theo là mình sẽ đổi cái tay cầm. Mọi người chờ mình tí nha. Đổi tay cầm. À, tới cực địa thiên kim nha thử. Một phát. Ê, hình như Phụng Minh Tử Diệt là quay tấn công hay sao mọi người à? Để quay tấn công nó mạnh quá. Chúng ta sẽ chỉnh tay quyền bên phải nha. Phải bên đây. Rồi. Chúng ta gắn cực địa thiên kim. Thì trận đầu chúng ta cho Phụng Minh Tử Diệt ra trước. Ok. Khuấy động bầu trời nè. Rồi. Mình quay được 5.003 nè. Rồi, cực địa thiên kim S chém vị trí trung tâm là không vui rồi. Kiểu quay phòng ngự khó chịu thiệt. Phụng Minh Tử Diệt chắc thua quá. Cứ để mấy con quay phòng ngự chiếm vị trí trung tâm là gần như thua à. Rồi quay yếu dần. Rồi. Cực địa thiên kim S thắng ván đầu. Ok. Ván tiếp theo chúng ta sẽ cho cực địa thiên kim S ra trước và Phụng Minh Tử Diệt ra sau. Ok nha. Rồi. Ta để như vậy là chúng vị trí trung tâm nè.
ăn cực kỳ trên chiến S khó, điểm quá mạnh, điểm vụ băng S mạnh. Rồi thua chịu, cực địa S mạnh quá. Ok, tỷ số là 2-0, vậy là Phụng Minh Tử Diệt thắng mỗi ngọn lửa hồng kim thôi, thua Bảo Tố S với cực địa S. Bây giờ đấu với dù băng thì sẽ như thế nào ha, đấu với dù băng. Rồi, vẫn như mọi khi, chúng ta để cho Phụng Minh Tử Diệt ra trước và dù băng sẽ ra sau. Quay được 5.003 nè. Cái tiếng đó là tiếng cao su á, nó va chạm với nhau mọi người. Tiếng cao su va chạm với nhau. Nãy giờ mình chưa hề thấy Phụng Minh Tử Diệt mở cánh nha. Dù bạn Sơn Lam thì mạnh nhất nó quay Nado 1 rồi, khó quá, kèo khó. Rồi, dù bạn Sơn Lam S thắng. Ok ha. Nốt một nốt thêm hai ván nữa coi lật kèo được không. Lần này chúng ta sẽ để cho dù băng salam S ra trước. Ok ha. Tiếp theo. Rồi chịu, tỷ số 2-0. Ok, vậy tổng kết lại là chỉ nãy giờ không hề mở cánh nha mọi người. Nãy giờ không hề mở cánh, là Phụng Minh Tử Diệt cho ăn bổ ngọn lửa hồng kim thôi. Chứ đấu với ba bế này thì thua, thua cả Bảo Tố S luôn. Ok ha.